Sự thật về các cuộc vây thành thời Trung Cổ. Những cảnh vây hãm thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim Hollywood, từ tác phẩm cổ điển Ivanhoe 1952 cho đến Robin Hood 2010 và nhiều tác phẩm khác. Hollywood có xu hướng tái hiện các cảnh vây hãm một cách rất hoành tráng và ngoạn mục nhằm thu hút người xem. Tuy nhiên, họ cũng thường bỏ qua hoặc là cố ý thay đổi nhiều chi tiết lịch sử để tạo hiệu ứng hư cấu. Điều đó dẫn đến nhiều quan niệm sai lầm về các cuộc vây hãm thời Trung Cổ. Thực tế, chúng có nhiều điểm khác biệt đáng kể so với miêu tả của phim điện ảnh. Dưới đây là 6 điểm khác biệt quan trọng nhất. Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng Sách Tin Gọn để ủng hộ nhóm nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Các cuộc vây hãm và chiến hào thời Trung Cổ. Chiến hào là một phần không thể thiếu trong bất kỳ cuộc vây hãm hay trận chiến nào thời Trung Cổ. Trong khi phim ảnh Hollywood thường miêu tả các trận chiến diễn ra trên mặt đất bằng phẳng, thực tế lại hoàn toàn khác. Đào hào xung quanh lâu đài là công việc vô cùng quan trọng của những người phòng thủ, nhưng điều này hiếm khi được thể hiện trong các bộ phim. Hình ảnh phổ biến trong phim ảnh Hollywood là cảnh các chiến binh tiến thẳng đến chân tường thành mà không gặp bất kỳ chướng ngại vật nào. Điều này nhằm làm cho cảnh quay trở nên hấp dẫn và kịch tính hơn. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn trái ngược. Việc lấp chiến hào là một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm mà những người tấn công buộc phải làm trước khi có thể tiếp cận tường thành. Chiến hào có thể được phe phòng thủ gia cố bằng cọc gỗ nhọn, khiến nhiệm vụ càng thêm nguy hiểm và khó khăn cho phe tấn công. Nếu chiến hào chứa nước, chúng có thể khiến cho những người cố gắng vượt qua mắc các bệnh nghiêm trọng như tả hoặc là kiết lỵ. Tuy nhiên, các bộ phim Hollywood hiếm khi thể hiện sự tồn tại của chiến hào trong cảnh vây hãm. Thực tế, chiến hào luôn đóng vai trò then chốt trong hệ thống phòng thủ của lâu đài. Chúng được xây dựng đồng thời với lâu đài và tồn tại sẵn trước bất kỳ cuộc vây hãm nào diễn ra. Những nồi dầu sôi. Hollywood thường sử dụng cảnh tượng ném dầu sôi đổ xuống đầu quân địch trong các bộ phim nói về cuộc vây hãm thời Trung Cổ. Tuy nhiên, những ghi chép lịch sử cho thấy đây là hành động cực kỳ hiếm gặp trong thực tế. Dầu ăn rất đắt đỏ và việc vận chuyển cả một nồi dầu sôi lên trên thành lũy là cực kỳ nguy hiểm, vất vả và không thực sự cần thiết. Thay vào đó, dầu ô liu đôi khi được sử dụng để làm trơn trượt cầu thang hay thang vây hãm của quân địch. Trong các cuộc vây hãm, những vật nặng như đá tảng, gạch thường được ưu tiên để sử dụng ném xuống những kẻ tấn công. Ngoài ra, hầu như mọi thứ có thể tìm thấy như xác người, xác động vật, phân và rác thải cũng đều được sử dụng làm vũ khí. Có rất nhiều ghi chép về việc sử dụng nước sôi, mực đen, vôi sống hay cát nóng để tấn công kẻ địch. Trong khi đó, những bộ phim Hollywood thường miêu tả cảnh quân địch leo thang tấn công lên tường thành trong các cuộc vây hãm, nhưng thực tế việc sử dụng thang leo tường lại khá là hiếm hoi. Ngay cả khi có đủ thang, mỗi người leo chỉ có thể tiếp cận tường thành một cách riêng lẻ, đơn độc và dễ bị áp đảo bởi ưu thế về số lượng và vị trí của quân phòng thủ. Điều đó là chưa kể các mối nguy hiểm như đá tảng, cát nóng hay nước sôi đổ từ trên đầu xuống. Thành phố lều. Những bộ phim Hollywood và các trò chơi điện tử thường miêu tả cảnh quân đội hai phe cắm trại trong những túp lều màu sắc rực rỡ, phản ánh quốc gia mà họ chiến đấu. Tuy nhiên, thực tế ở thời Trung Cổ và đầu thời Phục Hưng lại hoàn toàn khác. Lều trại cực kỳ đắt đỏ và mỗi binh sĩ phải tự trang bị lều bằng chi phí cá nhân. Một chiếc lều đơn giản đã có thể tốn đến nửa năm lương của một binh sĩ bộ binh thường. Vì vậy, việc sở hữu lều thường chỉ dành cho hiệp sĩ và quý tộc. Những túp lều này cũng không có thiết kế đồng nhất. Phần lớn binh sĩ buộc phải tự xây dựng nơi trú ẩn tạm bợ từ những vật liệu sẵn có. Nhiều người trong số họ chỉ đơn giản đào hố trú ẩn. Điều này cho thấy sự khác biệt rất lớn so với hình ảnh oai hùng mà Hollywood vẽ ra. Hơn thế nữa, điều kiện sống trong doanh trại quân đội thời đó thường cực kém vệ sinh, dẫn đến sự lây lan của nhiều dịch bệnh như kiết lỵ. Trong nhiều trường hợp, binh sĩ trong một đội quân bao vây thành có nhiều khả năng chết vì dịch bệnh hơn là trong chiến đấu trực diện với kẻ thù. Tháp bao vây. Các tháp bao vây hay tháp công thành là yếu tố không thể thiếu trong các cuộc vây hãm thời Trung Cổ và Hollywood đã thể hiện chính xác về hình dạng của chúng. Tuy nhiên, cách thức sử dụng các tháp bao vây trong phim thường không chính xác. Trong phim, các tháp thường được đẩy sát tường thành, sau đó hạ cầu xuống để bộ binh tràn vào. Điều này đòi hỏi phải lấp đầy hào nước xung quanh, điều cực kỳ nguy hiểm và khó khăn mà Hollywood hiếm khi thể hiện. Thực tế, do sự tồn tại của chiến hào, các tháp bao vây có cách sử dụng khác, phổ biến hơn. Chiến thuật là đẩy tháp càng gần tường thành càng tốt, sau đó thì cung thủ trên tháp sẽ tận dụng chiều cao của tháp để bắn hạ quân phòng thủ trên tường thành.
Đúng như mô tả của Hollywood, các mặt trước và hai bên của tháp thường được bọc da để bảo vệ quân tấn công. Bởi vì tháp thường được làm từ gỗ rất dễ bốc cháy khi bị tấn công, da ướt sẽ giúp cách nhiệt và chống cháy tốt hơn. Máy bắn đá. Ném đá và các vật thể khác bằng pháo binh là phần không thể thiếu trong chiến tranh vây hãm thời Trung Cổ. Tuy nhiên, Hollywood thường mô tả sai lệch về mục đích và tác dụng của các máy bắn đá và máy phóng cỡ lớn. Trong phim, chúng thường được dùng để phá hủy tường thành, nhưng thực tế là chủ yếu nhằm vào bên trong thành phố, gây tổn thất và suy giảm tinh thần kẻ địch. Các vật thể được bắn đi bao gồm đá tảng, đạn lửa, thậm chí cả xác động vật để lây lan dịch bệnh. Lâu đài và tường thành thời đó thường rất là kiên cố, có khả năng chống chịu tốt trước các đợt tấn công của pháo binh cỡ lớn. Việc đánh sập hoàn toàn tường thành không phổ biến như Hollywood từng miêu tả. Có một số ít trường hợp tường thành bị sập do pháo kích trong thời gian dài, nhưng đa số chỉ là tường bùn chứ không phải đá. Một ví dụ nổi tiếng là trận vây hãm lâu đài Stirling năm 1304 tại Scotland, khi quân đội Anh dưới trướng Edward I sử dụng cỗ máy phóng đá lớn nhất từng được chế tạo có tên là con sói chiến tranh, Warwolf, để mà đánh sập một phần lớn tường thành. Khi sử dụng máy bắn đá và máy phòng để làm sụp đổ tường thành, mục tiêu thường là đỉnh của bức tường. Mục đích là tạo ra điểm yếu không thể phòng thủ nổi bằng các đợt tấn công liên tiếp, làm sụp đổ dần cấu trúc từ trên đỉnh xuống. Lạm dụng cung tên. Trong các cuộc vây hãm thời Trung Cổ, mặc dù mũi tên lửa và các loại đạn khác có được sử dụng, nhưng chúng không phổ biến như Hollywood thường mô tả. Việc sử dụng hỏa lực hàng loạt có rủi ro rất cao, đặc biệt là khi hàng trăm quân cùng bắn một cách độc lập, khả năng sai sót và hậu quả thảm khốc là rất lớn. Một ví dụ nổi tiếng là lửa Hy Lạp của đế quốc Byzantine, một chất cháy tương tự napalm, thường chỉ được dùng trong hải chiến chứ không phải trên bộ. Về mệnh lệnh bắn tên, chỉ huy sẽ không hô to là bắn, vì thuật ngữ này chỉ xuất hiện sau khi súng hỏa mai được phổ biến. Mệnh lệnh chính xác là knock, nạp tên, draw, nhắm, loose, thả tên hoặc bắn. Trong phim, các cung thủ thường đứng sẵn với cung đã nhắm, nhưng thực tế họ không thể giữ cung căng quá lâu do trọng lượng kéo lên đến 45-90kg. Họ chỉ có thể giữ căng trong vài giây trước khi thả tên, do đó các động tác nhắm và bắn thường diễn ra nhanh chóng trong cùng một lần kéo dây cung. Nói tóm lại, phần lớn các bộ phim Hollywood lấy bối cảnh thời Trung Cổ đều chứa đựng rất nhiều sai sót. Các đạo diễn thường nỗ lực tạo dựng những cảnh quay mang tính lịch sử, nhưng vẫn cố tình thêm thắt những yếu tố hư cấu để làm phim trở nên hấp dẫn và giải trí hơn. Việc mô tả một cách chính xác về một cuộc vây hãm hay trận chiến thời Trung Cổ có lẽ sẽ không đáp ứng được kỳ vọng của khán giả về mặt giải trí. Vì mục đích thuần túy là giải trí, rất nhiều cảnh quay và chi tiết không đúng sự thật đã được tạo ra và vẫn tồn tại cho đến tận ngày nay. Điều đó dẫn đến việc công chúng hiểu sai nhiều khía cạnh của lịch sử thời Trung Cổ. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nha!